Thôi xong, đúng là thảm họa. Gã Hailey Henry đã bao phủ cả khu rừng bằng một loại hóa chất màu hồng cực kỳ nguy hiểm. Nó phát nổ ngay khi chạm vào nước. Còn một tháng nữa là mùa mưa, cả khu rừng sẽ bị xóa sổ mất. Các cậu kỳ thị người không có tóc sao? Trọc đầu thì xấu lắm hả? Để cứu khu rừng, biệt đội rừng xanh dấn thân vào một nhiệm vụ toàn gấp cầu. Gấp lắm rồi, đi thôi. Đi hướng này nè. Chuyến đi vất vả ha. Tôi khá quá. Nó có thể bị đau đảo. Không được uống dù chỉ một giọt. Miguel khát nước quá rồi. Để thực hiện nhiệm vụ, các cậu sẽ phải đến một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh này. Nơi đó làm sao mà nguy hiểm chứ? Nhanh chân lên, tránh chỗ cho người ta làm. Bọn tôi chờ cả tiếng rồi. Ở quanh đây mọi người có vẻ hơi căng thẳng ha. Biệt đội rừng xanh đã trở lại với nhiều cung phu hơn nữa. Cung phu thích thì chiều nha, gấu trúc. Nhiều chuối hơn nữa, Miguel muốn thêm chuối nữa. Cho cậu đây, kèm chuối lạnh nè. Giờ tới chỉ làm được như vậy thôi. Ăn từ từ nha Miguel. Và nhiều tiếng cười hơn nữa. Mọi kế hoạch đều có lỗ hổng. Chúng ta sắp rơi rồi. Coi chừng sắp tông vào. Còn kế hoạch của chúng ta thì có biệt đội rừng xanh. Hổ cánh cùng và biệt đội rừng xanh hay quẩy banh thế giới. Đuổi nè. Ôi trời, nếu các bạn của anh cứ la như vậy, họ sẽ khiến tức lỡ mất. Ê mấy cậu, đừng có la nữa. Quên, đừng có la nữa. Biệt đội rừng xanh quẩy banh rạp dịp quốc khánh ơi.